Đang phát sinh chào bạn, sau đây đang phát sinh giới thiệu các bạn là lưỡi câu tứ dáng thúng. Để đo các bạn xem phép rồi. Hơn 1 ly các bạn, tầm ly 3 gì đấy, là gọi là 13 đấy, dáng này đây là cỡ size 13 đấy các bạn. Tay cước đây các bạn. Đây đường kính của tay cước ly 8, gần 2 ly. Chỉ dưới hoặc là dùng săn hàng, đánh xa bờ hoặc là những vùng đập sâu. Tức là đép xa, đáp xa. Cái mũi lưỡi, đây các bạn. Đây là ba cạnh, lưỡi mài kiểu ba cạnh ấy. Rất bóng và đẹp. Đây, nút buộc các bạn, nút buộc không phải quấn. Đây gọi là dáng thúng các bạn nhé, cỡ 13. Rồi đang xin giới thiệu các bạn là lưỡi câu tứ dáng thúng 13. Hải đang phát sinh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang phát sinh.